Rồi, xin kính chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube của em Tôi là Minh Vest trong phiên đáo hạn phái sinh ngày 21 tháng 10 ờ, Hôm nay thì trường chúng ta cũng uh, phải nói rằng là tương đối là khó chịu Bởi vì sao mà cái nhịp mà phái sinh thì luôn luôn là những cái nhịp mà chúng ta rất là khó đoán Và cũng như là uh, chúng ta không biết được rằng là cái ý đồ của tạo lập họ muốn như thế nào Thì hôm nay nó giảm 9 điểm Trong khi đó là VN30 ở vn30 trong phiên đáo hạn phát sinh giảm tới tận hơn 15 điểm ha à, thì mọi người thấy rằng là như thế nào ạ à? mặc dù cái chỉ số nó là xấu vn30 xấu và kể cả là vn đất chúng ta cũng giảm tới 9 điểm là cũng là xấu nhưng như thế nào ạ à? nó vẫn trên trên cái cái mốc quan trọng của chúng ta tức là trên cái mốc mà 1380 như những gì mà em có đề cập ở những cái video cũ rồi À, thế thì hành động của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta có cần phải quá là quan tâm hay là quá là phải chú trọng vào cái chỉ số này hay không? Hay chỉ là một cái phần làm nhiễu cái chỉ số đến từ yeah, phiên đáo hạn phát sinh? Cũng giống như uh, thời điểm của tháng 9. À, cũng là một cái phiên ngày 20 tháng 9 đây. Trong phiên thì kéo lên rất là cao, rất là mạnh. Mọi người thấy không ạ? Nhưng sao ạ? Cuối phiên cũng lại đạp này đạp xong rồi những cái phiên sau nó cũng có những cái tính chất mà nó trả điểm đấy hay như ở cái nhịp mà tháng 8 cũng kéo lên cao nhất phiên tăng cái kéo trụ kéo phái sinh lên 13 14 điểm xong rồi như thế nào à cây phiên ngày hôm sau giảm 45 điểm phiên tiếp theo giảm 30 điểm đấy Thế thì tại sao phi ngày hôm nay mở cửa ra không không tăng bao nhiêu cả nhưng mà cũng là một một cái gấp ấp đi lên nhẹ nhưng mà đóng phiên thì là đóng cửa thấp nhất Nó cũng giống với tính chất của cái phiên ngày 29 này Nhưng rồi như thế nào ạ Ở những cái nhịp sau đó Nó tìm lại những cái vùng cân bằng Đấy, à, Quanh những cái mốc vùng Fibo như thế này Mọi người thấy không ạ Rồi sau đó như thế nào ạ Thị trường chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đi lên Đấy, à, Hôm nay là chỉ là cái sự mà nhiễu động đến từ Những mà cổ phiếu chủ thôi Thì các anh chị chúng ta nhìn vào chủ này Thấy ghét ghê không Vít này, gát này, Vinhome này nhìn qua các bạn giá là thấy ghét hơn nữa này trời ơi, giảm gì đâu mà hả Vietcombank giảm điểm Sapeco giảm 3 điểm 2 rồi Masan giảm gần 3 điểm Gat giảm 2 điểm 3 này toàn là những hoa cổ phiếu chủ không 27 trên 30 mã cổ phiếu Vin30 nó giảm thế thì lấy uh, lấy 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 cái gì mà có thể tăng được đúng không ạ thế thì việc mà có cái tính chất chúng ta uh, trả điểm cho ngày mai hay không theo nghĩ khả năng cao là ngày mai các mã cổ phiếu trụ nó sẽ trả điểm lại. À, nó sẽ có cái tính chất là nó sẽ trả điểm lại. Thì mọi người cũng uh, nên chú trọng vào những mã cổ phiếu chủ yếu là chú trọng vào những mã cổ phiếu các anh chị ta đang nắm giữ thôi. Bởi vì sao ạ? À? Chúng ta nhìn qua cái biểu đồ của uh, VN Midcap đây ha. Mọi người thấy không ạ? À? Đóng cửa cao nhất phiên và hôm nay là Midcap tăng tới tận hơn 12 điểm và đã vượt được cái vùng 1760 như thế này rồi à. Mọi người thấy như thế nào ạ? À? cái dòng tiền vẫn cứ vào các mã cổ phiếu mid cap hay thậm chí là em cũng đã giới thiệu với các chị chúng ta rất là nhiều ở những cái video rồi những mã cổ phiếu bất động sản luôn là là những cái tiêu điểm trong những cái nhịp vừa qua thậm chí là một tuần thị trường ta đi ngang nhưng mà các mã cổ phiếu bất động sản như thế nào ạ à? nó vẫn cứ bon, bon 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 nó đi lên Đấy, đơn cử như là tiger này rồi kể cả có HDC hôm nay cũng có ý định là lên vượt tới tận vùng 99 này rồi tiếp theo là gì ạ à? HDG à, mạnh nhất trong ngày hôm nay đó chính là nhà tự liêm đấy nhà nhà tự liêm hôm nay cũng đã đạt được cái target em đề ra cho các anh chị chúng ta từ ở những cái thời điểm bao nhiêu ạ ba sáu đúng không ạ à? lên 42 hôm nay nói thật ra em cũng bị mất hàng mọi người ạ à. cũng chốt cái bụp ngày 40 mươi chấm ít đấy hơi hẻo bao giờ cũng bị mất mấy chục triệu á thì thôi cả em sao mà biết được thấy nam long nó đang bị chốt chốt thấy sáng nay Nam Long em cũng có canh chốt này cũng sáng nay mở cái gấp ấp lên vùng uh, 51.9 thế là cũng thông báo với các anh chị nhà đầu tư rằng là nên hôm nay mở gấp ấp thì khả năng cao thì các anh chị chúng ta canh chốt đi à, chúng ta canh chốt đi quanh cái mốc ở trên 51.5 này chúng ta canh chúng ta chốt đi ấy thì nó vừa chốt xong thì em nghĩ là thằng uh, nhà tự liêm này nó cũng sẽ giảm ấy nhưng mà không vừa mới cái khoảnh khắc này mọi người sẽ nhìn thấy nhé cái khoảnh khắc lúc mà Đâu rồi à? này, khoanh khúc là một rưỡi nhá, lúc mà khoảng tầm là một rưỡi, bắt đầu là có những cái lệnh chốt rất là mạnh đối với lại uh, uh, Nam Long, rồi như thế nào ạ? À? nó bắt đầu nó chuyển cái dòng tiền của nó sang nhà tự liêm, nha, à, mọi người sẽ thấy lúc một rưỡi nhé đây, đây, mọi người thấy không ạ? À? bắt đầu này, đây, bắt đầu này một giờ rưỡi này, bắt đầu nó chuyển những cái lệnh tiền của của Nam Long chốt lại của Nam Long nó nhảy qua Nam Tự Liêm để nó đẩy giá này mọi người thấy không ạ à? đây đó bắt đầu nó đẩy giá cổ phiếu lên này cực kỳ là nhanh mọi người thấy cái giống như là lái của Nam Long nó qua nó đẩy giá của nhà Tự Liêm lên vậy đó hôm nay tăng trần luôn Ở em cũng hơi đáng tiếc đối với lại nhà Tự Liêm đấy thì thôi cũng đã đạt được cái mốc target là là quanh 42 rồi thì nếu mà ngày mai có rướng lên được khoảng tầm uh, trên 43 hoặc là thậm chí là 44 45 gì á thì em nghĩ là nên canh chốt đi à thì khả năng cao thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh trở lại thôi bởi vì cái mốc này nó mà vượt qua rồi á nó sẽ kéo nó rướng lên thôi nha à nói chung là cũng hơi tiếc à uh, nói chung là cũng hơi tiếc mọi người ạ à. cũng mất hai ba chục á mất hai ba chục hai ba chục cũ ấy thì mọi người thấy là bất động sản vẫn là những mà cổ phiếu nó hút được cái dòng tiền rất là tốt l 14 cũng vậy nè kdh cũng vẫn tiếp tục vượt đỉnh mới nè ấy rồi như thế nào SR này cũng lâm lem nghĩ nó cũng sẽ vượt đỉnh đấy rồi kể cả là đặc phương cũng vẫn tăng tăng nhưng mà em nghĩ là đặc phương ở vùng này thì nên canh chốt là được rồi này ha kể cả là HLC thì em nghĩ cũng quanh cái mốc 94 hoặc là tới 98 99 vậy canh chúng ta có rướng lên thì canh chúng ta canh chốt đi đừng có tham quá nhé tham quá là lúc mà nó rơi thì 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 lại đâm ra tiếc đấy đúng không ạ rồi ngoài ra là có thêm mặt ngoài cổ phiếu như D2D này mọi người thấy không vượt đỉnh rồi tăng đẹp không ạ à? d2d bắt ngay cái chân sóng ở đây luôn 58 bùm ăn được rồi t2 lên t2 lên cũng đã được khoảng tầm là 9 phần hay như em cũng giới thiệu với mọi người đúng không ạ à? BH bhr hay à, bhr nó không chỉnh luôn mà nó tăng lên giữa này thì em cũng phải nói là có cái sự dòng tiền thông minh nó bắt đầu nó vào rồi các anh chị Đó. À, ấy, em cũng đã phân tích rất là kỹ cho các anh chị chúng ta rồi ha cái nhịp vụ số 2 này bắt đầu lên khối lượng thấp này thì khi mà có cái dòng tiền nó bứt thoát khỏi cái trend xu hướng này á thì nó sẽ bứt thoát lên rất là nhanh đấy thì có thể nó lên tới tận 60 luôn rồi bắt đầu nó mới có những cái sự điều tiết trở lại đây thì nó có thể nó lên được quanh đây 60 thì nó sẽ chỉnh lại đâu đó khoảng tầm 5 58 hoặc là tới 59 thì quanh đây thì chúng ta có thể là bắt đầu chúng ta mua vào được này thì bắt đầu lên đây nó nó sẽ tích lũy trở lại ha à. rồi uh, ok thì giới thiệu sơ qua cho các anh chị xem những mã cổ phiếu mạnh rồi thì còn cái vì mà các anh chị chúng ta có quyết định đầu tư vào hay không á thì 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 uh, cái đó là là do quyết định của các anh chị chúng ta thôi nha đấy thì cũng hy vọng là là khi mà xem qua kênh youtube của em thì mọi người cũng uh, tìm kiếm được những cái cơ hội tốt cho mình đấy thì hôm nay thì uh, dòng ngân hàng cũng đè tương đối là mạnh đấy hôm nay dòng ngân hàng cũng đè tương đối là rác vì nó, nó 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 có nhiều mã cổ phiếu nó thuộc nhóm vn 30 mươi đấy như techcombank này hay MB Banh này HT Banh bank nói chung là cũng hơi khó chịu chút xíu đối với lại uh, dòng ngân hàng. Ở hôm nay là thị trường ta giảm 9 điểm mà thậm chí là là là, là, là em cảm thấy như là chỉ là gì à? cái một cái nhịp mà nó đạt cho cho phục vụ cái cái việc mà phái sinh thôi. Đấy chủ yếu là các anh chị chúng ta cứ về nhắm chừng chúng ta uh, xem là cái mã cổ phiếu mình nó vẫn còn giữ được cái đà tăng trưởng tốt hay không yeah. Thì chúng em vẫn uh, vẫn có những cái chiến lược như là về lại test lại cái vùng 1.380 hoặc là thậm chí là sâu hơn một chút xíu nữa thậm chí nó về nó test lại thêm cái gap này lần nữa này bởi vì hôm qua là một cái phiên wash out với khối lượng lớn rồi thì em không không nghĩ rằng là lại tiếp tục mà gì ạ à? mà lại đạp xuống những cái mức giá thấp hơn để các anh chị chúng ta có thể mua vào đâu đấy có thể nó, nó nó sẽ kéo lại trong nay mai thôi trong mai hoặc là có thể trong tuần sau thôi các anh chị chúng ta cứ kiên nhẫn thêm nhá cứ kiên nhẫn thêm còn còn tùy thuộc vào các bạn các anh chị chúng ta đang nắm mã cổ phiếu gì nữa ha. Còn cái việc mà nó vượt được cái vùng đỉnh 1420 á chỉ là cái yếu tố về thời gian thôi. nhá. Yeah. Rồi, thì đó là về thị trường chung, em sẽ đi qua một số mã cổ phiếu đáng chú ý này. Hôm nay thì nhìn chung là em cũng sẽ không nói nhiều, không nói gì nhiều bởi vì ít nhiều thì nó cũng bị có cái sự xáo động của nhịp phái sinh hay ví dụ như chẳng hạn như là tới công banh này hôm nay hôm qua tới công banh tiền vào tối mà hôm nay cũng ráng kéo lên test lại cái lượng cung ở vùng năm này ai mà muốn bán ra thì hiện tại là họ vẫn cho các anh chị chúng ta bán này mọi người thấy không ạ lên test vùng năm đóng cửa lại phục vụ phái sinh đấy về là vùng năm mươi hai chín thì vẫn là quanh cái mức mức mà vị thế em uh, cho các anh chị trong room khách hàng lấy thì mọi người cũng có thể tham khảo quanh cái mức này nhé em nghĩ là là, là cái nhịp này thì có khả năng là nó sẽ kéo uh, Techcombank công banh tốt đấy dòng tiền em nghĩ là nó 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 vẫn uh, có cái sự dao động đến từ phái sinh thôi chứ không vấn đề gì rồi ngoài ra thì uh, gì nữa à? một số mã cổ phiếu khác ví dụ như là BBB cũng tương tự vậy này đè lại này nhưng mà nha à, cái volume nó rất là bé không vấn đề gì cả volume nó rất là bé nó hấp thụ tiếp thì nó sẽ càng có cái cơ hội để nó nó vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn của mình là 22.5 thôi đấy hay, hay thậm chí là ACB hôm nay cũng như nào em cũng đã cảnh báo với mọi người đúng không ạ Khả năng cao nó quay về nó test lại cái đáy ở uh, 31.2 đúng không ạ Quanh 31 ở đây Đấy, Nó cũng là giống như cái pha mà của Techcombank ở cái giai đoạn trước Đây cái pha này à, Chạm lại gian lai này quay về test này Test xong thì mọi người có thể là Chúng ta liều thì chúng ta có thể mua lại quanh cái vùng đáy này Đấy, Ví dụ như chúng ta liều chúng ta có thể mua quanh cái vùng đáy, uh, đáy 31.3 đây Nhá yeah. Hay thậm chí là MB Bank MB Bank thì hôm qua em cũng có lấy ATC nhưng mà nó cũng hơi hơi sai rồi đó. Đấy thì có thể nó quay về nó test lại tới tận uh, 27.5 hoặc là 27.7. Đấy ha. Thì em nghĩ là cái nhịp này nó đánh nó nó hơi bị uh, có cái sự mà um, hơi có nghĩa là cứ ATO vào á, thì nó lại đẩy lên ở cái mức giá mà cao nhất rồi sau đó đóng cửa lại một cái mức giá thấp nhất À không hiểu cái 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 kỹ cái đồ của lái nó ở đây nó đang là gì nhưng mà em cảm thấy như là nó vẫn đang cho những nhà đầu tư nào mà muốn thoát hàng ra thì ATO thì các anh chị chúng ta có thể ra đấy nhưng mà ATC thì lại là, là có thể là những cái điểm mua vào tương đối là tốt cho các anh chị chúng ta yeah. thì em cũng uh, cho mua trung bình ở đây đấy vì em tự tin là là khoảng tầm quanh vùng 28 như thế này là có thể là đáy của 10 ban rồi à. rồi như CTG này thì thôi em không biết đâu là đáy đâu em cái này là em thua nếu mà các anh chị ta lỡ cầm rồi thì cứ cầm thôi chứ cũng chẳng còn cái gì để mà các anh chị chúng ta như thế nào à? chúng ta luyến tiếc cả nha à, có mạnh nhất thì vẫn là có OCB này vẫn là mạng mã cổ phiếu trong nhóm ngân hàng mạnh ha rồi à, có MSB thì à, chắc à, bữa nghe lãnh đạo là đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu thì có thể là nó có cái tin tức nó mua khớp lại trên sàn thì nó tăng thôi à, thì mọi người cũng có thể tham khảo chúng ta lướt được mã này Đấy thì còn lại thì nó cũng không có quá là nhiều cái điều đặc biệt hay là cái sự phân tích nó chính xác cho lắm. Như STB cũng vậy mọi người thấy STB ha, dòng tiền nó vẫn yếu. Chúng ta sẽ không có nên tham gia, HDBank cũng tương tự vậy. Chắc HDB nó chắc cũng về lại cái đáy quanh vùng 24 á Nói chung là hả? dòng ngân hàng nó vẫn chưa có thật sự là ổn định, nó tùy vào thuộc vào những một số mã cổ phiếu thôi nhé. Rồi qua đến dòng dầu khí, thì hôm nay dòng dầu khí thì có gas lại là, là tội đồ của VN30. Đó, hôm nay gas cũng giảm điểm này, thì ai đu vào những cây break như thế này thì thôi xong rồi này ha. Nó vẫn sẽ đi ngang như thế này thôi. Có thể là đi ngang lên một cái biên độ nó cao hơn, đấy tương đối là khó chịu chút xíu. Từ 110 cho tới 116 nhé. Ha. Tương đối là khó chịu. Rồi, tiếp theo này. BVD. À, hôm nay BVD lại kéo nhé. Hôm nay BVD cái dòng tiền nó lại kéo mọi người có thể thấy được rằng là, là gì ạ à? BVD mã cổ phiếu này nó không theo bất kỳ một cái quy luật nào cả lãi nó thích kéo lên là nó kéo này mọi người thấy không ạ à? kéo lên là nó kéo hiện tại là em thấy BVD cái dòng tiền nó còn kéo mạnh hơn cả BVS nữa mọi người đấy BVS là nó còn lơ lửng trên đây nhá nhưng mà BVD là nó đã vượt được cái vùng đỉnh rồi đấy, phải nói là một cái dành cái lời khen rất là lớn đến từ dòng tiền của BVD đấy thì thôi chắc cũng không còn ai mà dám mua đuổi ở vùng này nữa À, cũng không nên mua đuổi ở vùng này nữa bởi vì nó kéo thốc lên bao nhiêu á, thì nó cũng sẽ về lại với đất mẹ bấy nhiêu ha à. À, BVT vẫn ổn này, BVT vẫn giữ được trên cái nền 24, uh, 24.3 như này là rất là tốt nhé. À, BLC hôm nay cũng có tính chất bật tăng trở lại đây. Đấy thì cái biên độ sideways của nó nó vẫn hiện ở trong này. Yeah, cũng giống như cái thời điểm FRT vậy. Đây, FRT cũng tương tự như vậy ha, hôm nay FRT bật tăng cũng rất là mạnh, tương đối là tốt đấy. Đấy, thì nó sẽ là tiền đề cho cái tuần sau nó tăng, tăng ngược trở lại và nó có thể vượt đỉnh. Hay thậm chí như BC1 cũng vậy này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Tích lũy xong, điều chỉnh xong, lên. Thế thôi. vũ bỏ xong những cái sự đeo ám là lên. Đấy. HT1 thì em nghĩ nó cũng sẽ tương tự như vậy thôi. Hiện tại HT1 nó vẫn được đỡ giá ở cái nhịp uh, quanh cái vùng 23.5 như thế này. Khối lượng hôm nay lớn thì khả năng cao là nhiều các anh chị nhà đầu tư cũng đã thoát hàng ra bớt rồi đấy. Thì em nghĩ là sớm hay muộn gì nó cũng sẽ kéo nó giật ngược trở lại cho các anh chị ta xem. Đấy ha, đó là về về HP1 nó thường đánh nó vũ này. Lên được cái hộp cạnh trên cái hộp này nó giật về nó vũ xuống này. Nó vũ xuống về ngay cái cây mà nó break đây luôn là mọi người thấy không ạ? Cũng giống như y chang cây này. Rồi sau đó nó hồi phục lên này, hồi phục lên ha và vượt đỉnh. Đấy. Thì em nghĩ là ai mà muốn bắt được cây này á thì em nghĩ là cứ có thể bắt được. Có thể bắt được ha, có thể bắt được trong cái phiên ngày hôm nay. Đấy, nếu mà bắt ngày hôm nay chắc chắn em nghĩ là nó sẽ không lỗ đâu. À, có thể là ngay đáy luôn á, có thể bắt ngay đáy luôn á Nha Rồi pet uh, thì sao Pet cũng quanh cái mốc 31 như thế này là đã gặp áp lực chốt lại nhất định rồi Thì uh, cứ tiếp tục nắm giữ thôi, hôm nay khối lượng chốt lại không thành vấn đề, nên là cứ giữ được nha Batch uh, r uh, thì vẫn quay về nó test lại quanh cái mốc uh, 23.1 thôi, Đấy, thì có thể nó quay về nó test lại ngưỡng ở đây nó tích lũy lại được cái ngưỡng ở đây thì để mà có thể là chuẩn bị bứt phá được cái ngưỡng kháng cự mạnh nhất là 24.4 à, mới mà phá được cái cản này á thì khả năng cao thì nó sẽ bứt thoát lên được lên cả vùng 27 đến vùng 28 thậm chí là cao hơn nữa là có thể lên được 30 31 nha rồi chúng ta cũng chỉ cứ kỳ vọng thôi nha rồi qua đến vật liệu xây dựng thì hồi nãy có nói uh, ht1 rồi có nói blc rồi ksb các B thì ở vùng này thì có khả năng là nó quay về nó test lại cái đáy hoặc là cái cái đỉnh trước ngắn hạn của mình là quanh cái ngưỡng vùng 36 36.5. Hiện tại em thấy nó cũng đang test tích cực thôi, không vấn đề gì. Đấy thì cái mục tiêu thì đâu đó nó về lại khoảng tầm 39 đến vùng 40 á, thì vẫn có khả thi. Nhá, vẫn có khả thi nên là các anh chị chúng ta có thể là chặn lại bớt đi. Nếu như mà nó thủng cái vùng 36 này thì chúng ta canh chúng ta bán ra. Bởi vì nếu mà nó thủng 36 á, thì nó có thể nó quay về nó test lại tới tận vùng uh, quanh 35 hoặc là 34 nhá cần 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 phải chặn lại nhưng mà cổ phiếu như thế này BCC quá đẹp luôn đúng không ạ cứ thế mà nắm giữ thôi cái điểm mua thì chắc chắn sẽ là không còn rồi nhá ha qua đến uh, bất động sản thì nãy nói rồi dòng chứng khoán hôm nay dòng chứng khoán thì cũng uh, không có gì là nổi trội cả có mã này thì các uh, có cái dòng tiền riêng hoặc là đầu cơ riêng của nó thì nó tăng thôi rồi ngay cả những mã cổ phiếu lớn ví dụ như FTS này đấy, cũng quay lên đỉnh này ha có khi là đánh hai đỉnh này là nên là cẩn thận chút xíu này rồi HCM cũng tương tự như vậy này nhá SBS SBS cũng thôi xong cũng không có, có chưa thể nào mà ngắm được những mà cổ phiếu như thế này H, H, NHS cũng vậy và kể cả là SSI hôm nay cũng bị xáo động của bởi phái sinh có thể nó quay về nó test lại cái đấy và nó cũng cần phải có thêm thời gian để mà nó hấp thụ lại những cái lượng cung mà đang về chia cổ phiếu ở đây này à, chia quyền mua ở đây này nó cần có thời gian rất là lâu 2 đến 3 tháng là ít nhất đấy nhá VCI khỏe hơn nhưng mà VCI cũng gặp áp lực chốt lại này nên là điều chỉnh nhá thì nó sẽ tích lũy lại được trên cái vùng mà 62.8 thì nó lại ok hơn ha VND VND hôm nay vẫn đóng cửa mức tham chiếu khối lượng thấp nhìn chung là VND ở đây thì có thể nó sẽ tạo ra ở cái đỉnh số 3 ở đây Yeah, nó có thể tạo ra một cái đỉnh số 3 ở đây rồi sau đó sẽ điều chỉnh về lại nhẹ đâu đó khoảng tầm là 50.6 đến năm vùng 51 nha yeah. có thể điều chỉnh lại về lại quanh vùng 51 nên là các anh chị ta có thể chú ý rồi uh, tiếp theo qua đến viên 30 thì hôm nay chúng ta nhắc đến HPG HPG hôm nay cũng có ý định lâm le vượt được 58 rồi nhưng mà cũng do vấn đề là phái sinh cho nên là giảm về lại quanh gần cái mức tham chiếu thì em nghĩ là vẫn là bình thường đối với lại HPG thôi thì cái mục tiêu 58 là là cái mục tiêu và chốt lại ở trên 58 là cái mục tiêu chốt lại ở bên nhóm khách hàng của em thì cứ thế thì các anh chị chúng ta uh, canh chúng ta chốt bớt một phần hoặc là còn lại thì các anh chị chúng ta có thể nắm giữ trung hạn thì hoàn toàn có thể nắm giữ được thôi không vấn đề gì. Đấy, thì nếu mà hôm qua thì các anh chị chúng ta nhanh tay chúng ta cũng có thể là mua được bắt bắt được cái nhịp T cộng đối với lại uh, bây giờ này là quanh cái ngưỡng ở vùng 56.5 trở xuống ha rồi nhiều hoa sen hôm nay cũng thất bại trong cái việc mà tăng giá Nhưng mà em nghĩ là vẫn sẽ là ổn thôi, không vấn đề gì Em Kim thì hôm qua kéo rất là thốc trong ATC rồi Hôm nay có yếu tố giảm nhưng mà nhìn chung thì nó lại vẫn tăng lên 0.2 này À 0.2 vẫn tiếp tục tăng lên thì nó thật sự là hả Quá là đỉnh đối với lại uh, Nam Kim rồi ha à. Rồi PNG thì sao? PNG hôm nay cũng phục vụ vệ sinh nhá Thì chúng ta cũng không thể nào đánh giá nhiều được đâu ha à. Mai San, San hôm nay cũng quay về test lại 140 như em có nói rồi đúng không ạ? Có khả năng quay về test lại 140. em nghĩ hôm nay mọi người cũng, cũng có thể bắt được uh, San này, có thể ăn được T cộng 3 đối với lại Mai San nếu mà bắt được ở quanh cái ngưỡng vùng 140 này nhé. Mở lưu hôm nay cũng giảm rồi. có thể quay về nó test lại cái cái đáy của mình là quanh vùng 125 cho tới vùng 126. Nha, cứ chờ thêm thôi, chưa thể nào tham gia được mà cổ phiếu blue chip như MLG hay là Mai San đâu pin hôm nay giảm rồi ha Vinhome nó không còn tích cực như xưa nữa rồi thì thôi chúng ta đừng có can thiệp vào cái cuộc chơi của tay to VJC hôm qua cũng tăng bấy nhiêu thì bây giờ hôm nay cũng giảm lại sắp mặt bấy nhiêu luôn rồi vinamil cũng vậy mà nói chung là chưa thật sự là ổn đối với lại những cổ phiếu nhóm hóa lớn nhé cái dòng tiền nó vẫn tập trung vào penny với lại midcap nhiều hơn đó là các anh chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn midcap thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái phần lợi nhuận của các anh chị chúng ta ở thời điểm hiện tại của công nghiệp này D2D này có nói đúng không ạ? À? đấy rồi gì nữa à? BHR BHR cũng lên được khoảng tầm 58.5 rồi ESC thì bắt đầu nó đang uh, nhịp này đang, đang tích lũy giá lại nè à, nhịp này có thể đang tích lũy trở lại nè nếu như mà nó đánh vượt được cái ngưỡng vùng 58.8 á thì ở trên là bầu trời của nó vẫn tiếp tục là ở trên là bầu trời của nó thì nó muốn lên được nhiêu nó lên nè tùy vào cái ý chí của, của của nhà đầu tư với lại tạo lập họ muốn đánh lên thôi không EZL à, này là quá kinh khủng luôn bữa giờ mới thấy được EZL nên là bữa giờ cũng cũng thật sự là không có chú ý được nó bởi vì nó thanh khoản nó bé quá nên là không có chơi được đó long hậu này vẫn còn ok long hậu vẫn neo được ở trên vùng 55 lăm này là rất là ok em thì em có thể là tham gia lại sau đối với lại à long hậu ha à. idc này thì thôi chắc bỏ qua luôn này gvr hôm nay cũng rung rủ này về lại quanh cái ngưỡng vùng 37 ha có thể là sẽ giữ ở đây tốt nhất là nên giữ ở quanh cái vùng 37 này nhé rồi uh, cảng biển ngày hôm nay cũng uh, giảm nhẹ thôi một số mã lớn giảm nhẹ như gamedev này chimedev uh, đoạn xá đạn xá rồi cũng không có nhiều ấn tượng đối với lại uh, dòng cảng biển ở thời điểm hiện tại đâu mọi người nhé cũng không có gì đặc biệt ok thì đó là về sơ qua các bạn cổ phiếu các em có nói đến cho các anh chị chúng ta cũng như là đề cập các anh chị chúng ta rất là nhiều ở những cái video trước rồi đều đã cho ra những cái mức sinh lãi rất là tốt cho các anh chị nhà đầu tư. Đấy thì xin chúc mừng cho các anh chị chúng ta thế mà đã đạt được những cái phần lợi nhuận trong thời gian vừa qua ấy. Thì mọi người cũng hãy canh chốt đâu đó nếu mà lãi được khoảng tầm là 10% hoặc là 15% là thậm chí là có thể là hơn. À, vẫn có thể là hơn thì để các anh chị chúng ta có thể thực hiện hóa cái lợi nhuận đó đi. Đấy, nếu như mà trong cái nhịp sau có những cái nhịp sau nó kéo ngược trở lại, á chúng ta nên canh chúng ta chút dần là được rồi nhá. À, Đấy thì các anh chị chúng ta ai muốn tham khảo cái khóa học về phân tích đầu tư á thì các anh chị chúng ta có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở phần Zalo ở đây 0798169040 ha thì chúng ta sẽ có bảy buổi học và học phí chỉ có là 5 triệu thôi. Thì sẽ ưu đãi cho các anh chị chúng ta đóng trước ngày 25 tháng 10 nhé yeah. Còn mà thuộc về cái khách hàng hệ thống ở bên em á thì cái giá ưu đãi thêm chỉ còn lại là khoảng tầm 3 triệu rưỡi. Nên là các anh chị chúng ta có thể là mở tài khoản bên em rồi em sẽ giảm giá học phí cho các anh chị chúng ta nhé. Yeah. Thì uh, học về cái uh, cái cái, cái khóa học này á, thì nó bao gồm tất cả những cái gì mà em đã tích lũy được cũng như là cái kiến thức em đầu tư trên thị trường chúng ta giúp cho các anh chị chúng ta tránh được những cái nhịp mà đu đỉnh như thế này hay là chúng ta như nào cắt phải những cái nhịp mà nó có những cái nhịp mà nó dũ uh, thì sẽ được em uh, chuyên đạt hết trong cái khóa học này cũng như là cách đi vốn, cái cách cách điểm chốt lời cũng như là cái điểm bán ra khi mà các anh chị chúng ta tham gia đầu tư chứng khoán hạn chế tối đa các anh chị chúng ta phạm sai lầm nhá. và tối ưu hóa cho các anh chị chúng ta những cái khoản vốn mà các anh chị chúng ta đầu tư vào rồi thì đó là về cái giới thiệu của khóa học em cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi cái video ngày hôm nay thực sự là hôm nay cũng hơi chán chút xíu bởi vì phái sinh đáo hàng phái sinh nó cũng ảm đạm rồi đó nhưng mà sau hậu sau phái sinh đó thì là rất là sôi động và rất là nhộn nhịp à chúng ta có thể là cứ chờ đợi thôi nhé rồi xin kính chào lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo.